Nhân xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mấy chị em dân đi đổ lúa. Nhân cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với mấy chị em dân nha. Gàn trước nha. Lắc ngang để không lên đụng ra lại nha. Thùng mình nó lắc. Màu trắng hả? Cái trái nó thì đỏ, cái bông nó trắng. Bên đây cầm dầm ba sẽ đổ cái lúa này coi. Cặp có biết chưa đây? Mình chặn ngang một khúc tới khúc vàng vàng này được rồi. Cho trước. Quá trời, cái chốt nó dính rồi nè. Nhóc hết chưa? Nhóc cá luôn. Được bao nhiêu cá đây? Có cá lóc nữa cả nhà ơi. Tới một chút chị. Rồi. Cái hàng này bắt cá lóc. Không dám thọ tay vô, biết xe không? Cá chốt quá nhiều. Cá chốt. Đây cá lóc mình cho vô trong cây. Xong một cái. Cái hoặc là đủ ăn hả? Rồi, tiếp tục. Cá gồ thấy hàm ha. Chỗ nào có nước rồi nó ở hả? Đó.
thấy hàm quá nè, nó xạ xạ luôn vậy. Xào xào luôn. Có bác sĩ nhiều quá không dám đụng mạnh. Đây được bao nhiêu đây? Ý có cái gô bự nè. Có cái gô phi này, coi có cá lóc không? Cái gô phi rất ít sao cô? Gô phi được con mà có con cái gô mẹ. Nghe có được con cá gô bự. Rồi tiếp tục. Đi dầm em bên. Bơi mạnh của quà cây. Đây mà đây. Ồ, cá nó quậy trong đây rồi nè. Ồ, con cá cha. Ồ, cá chê nó leo coi nè. Nó leo á. Cá chê bự luôn. Cá chê trắng á. Trời ơi, tôi thấy cá chê trắng ngổ gàng. Chết thính. Đây dạ. Ủa, cả đó. Nóc luôn. Cách chê nó dướng là nó không ra luôn á. Để ngạnh liền. Cách chốt như nè. Chê ngon dễ sợ. Nặng ghê. Nè, quẹo qua đây. Đây đưa em. Nè, cái đít xuồng chị Út ở đây nha. Chỗ này nè.
Gẹt gẹt gẹt. Ồ con cá nó nằm tới trên đây luôn nè. Bắt con cá gà cả hả? Để không thôi đó. Nó chết queo rồi. Nó lên đây nó chết rồi. Thôi được rồi, đứng nhất. Này cái chốt mà nó dính bên đây dính bên kia vậy đó. Cái gai nó lòi ra ngoài luôn. Ê, được bao nhiêu cá đây? Cái chốt bộ bự không? Thấy rồi. Đổ nó nhẹ ra. Cá lóc nó nhảy. Chè để cho sắm. Mình đổ được, bữa nay mình đổ 6 cái giếng. Mình đổ 6 cái lú. Bốn cái mà nhóc chơi rồi đó. Bên tay trước. Cái này với cái bên kia là hết rồi. Có nằm như đây. Cá cua nó bò lên tới trên đây luôn. Cái này bớt mà. Thấy à? Ây. Cá cá luôn ha. Cá luôn. Nhiều á. Cái có 2 ký 3 ký vậy. Em có cá lóc nè. Cho vô xả. Cái hơn 2 ký. Hết này giả 6 cái cái chục ký. Còn cái cúng cùi chè, cái cuối cùng. Cái này cá nó nổi nhóc nè. Vô anh vô, anh vô, anh vô.
lú này người ta mình đặt ra trên cái kênh này, kênh cánh đồng bơm á, người ta trên ruộng ta bơm nước ra mình đặt ở dưới. Quá trời. Cua cái này. Trái nào cũng có nhiều nhiều hết trơn. Tổng cá lóc nó về tới đây rồi nè. Hai con, cái này thấy hai con cá lóc rồi đó. Ba con luôn. Đây con cá lóc. Vừa rồi chắc có bự không. Đây nè. Con nhỏ nhỏ này mình thả vô mương mình nuôi chứ. À, để mình bắt lên đây. Mình coi thử mình được bao nhiêu ký. Thấy cũng nhiều lắm rồi đó. Mình dỡ 6 cái lú được bao nhiêu cá đây. Để cho mình bắt lên mình cân thử được bao nhiêu ký. Ôi, cái thả 800 gram chỗ quên cân thử kết quả mình được như nè. Sao bây giờ chị đổ đi em coi nha. Rồi, nữa đi chị. Nữa. Ôi, giữ, 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 giữ. Vừa vừa chạy vừa 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 rồi 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 5 ký. Chị bỏ gỗ lên đi chị. Bốn ký. Cái lóc luôn chị. Cái này cái lóc 2 ký. Bao nhiêu ta? 9 ký. 9 ký với 2 ký là 11 ký. Ừ. Ê, đừng bỏ tôi. Còn 1 ký trừ 2 cái cao. Ký lô. 10 ký. À, cá mấy chị em dân vợ lú về. Cá chốt này thì mình kho tiêu, còn cá gô thì nấu với cải xanh. Thì mình đi nhổ cái xanh chơi. Đây. Mấy cá kia thì mình muối lên hả? Ừ. Nhổ cái xanh. Rồi hái thêm miếng gừng nữa nha. Gừng hả? Cái xanh này có gừng mới ngon. Bỏ gừng để cho nó thơm phải không? Đúng rồi. Gừng mình cũng có đó. Mấy bộ gừng của mình có thể nào mình trồng ra thêm nữa không? Khả năng gì thôi. Được. Quá trời luôn. Cái gừng như vậy. Trong đây cũng có cỏ nữa nè chị. Bà biết sao có cỏ không? Tại mình tưới nước nè. Tưới nước lên. Nó mát mình hả? Nó mát hoài đây nè. Phải không? Đúng rồi. Rồi được rồi chê để hái gừng cái. Đây. Nhổ gừng. Gừng nó lòi lên rồi chị. Nè, nhổ gừng. Cũng nhiêu được rồi đó chị ơi. Nhiều quá ăn không hết. Rồi. Chị bơi.
bông cho. Đừng có bông. Không có. Tao già không cho tao có bông. Ừ. Bà. Thì bà già bà có đầu bạc chứ gì. Bắt cái nồi lên mình khoan cá. Bữa nay cá chốt, kho tiêu. Cho vô ăn vô cho đường thắng nước màu. Rồi thắng nước màu gì được mình cho hành vô. Cho nước mắm vô luôn. Cho cá vô. Nhiều cá chốt ha. Cá chốt bự. Bột ngọt. Rồi cá mình kho như vậy là được rồi. Cho hành lá vô. Có độ nhựa ngon hả chị ha. Cho miếng tiêu vô nè. Thơm bát ngát luôn á. Ôi bắt là canh lên. Rồi mình bỏ cá vô. Rồi muối. Rồi ngọt. Chín thì mình bỏ ra cái xanh vô. Bữa nay chị Út mình nấu mình ăn nha. Nó xanh vô bà ăn bữa theo bà. Mình ăn nước mắt luôn hả bà? Nhất nấp luôn. Đói lắm rồi đó. Rồi giờ canh chín lên rồi mình bỏ gừng vô. Tiêu. Rồi mình nhắc xuống. Bỏ lên đây. Em múc canh cho. Phải góp thì miếng cầm rồi đây thôi chị Út chứ không cho ăn à. Cơm canh mình nấu chín rồi, mày má ăn cơm, mà cả nhà ăn cơm. Con cá gì khô khô vậy? Cá chốt. Cá chốt, cá chốt. Cá chốt, kho tiêu, cá rô thì nấu canh với cá xanh. Ăn thử cá chốt à. Nè má ăn con này nè má. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Có tính nè. Quá béo rồi con, có chó rồi con. Chú vừa nó mập. Dạ. Ở xong rồi. Dạ. 10 kg cá hả chị? 10 kg.
thoải mái mà lấy sức thì á. Nấu có gừng vô ngon ha. Ừ. Có gừng nhá. Đánh to đi lấy cái kia. Nguyên cái gừng quá. Ừ, cá ăn rau, mang cá rô hả? Rau hả? Cá rô hả? Được. Chút nấu mà nó canh nó ngon tuyệt vời. Béo rồi thôi. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào. Xin chào. Và hẹn gặp lại.